Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này lực lượng công an trong tỉnh đang bước vào đợt cao điểm mới với quyết tâm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5, cũng như trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vào ngày 23 tháng 5 tới. Thời gian qua, trên địa bàn huyện Khoái Châu, lực lượng chức năng đã đấu tranh triệt phá được một số vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, thậm chí là dùng hung khí gây rối trật tự xã hội. Điển hình như vụ 13 đối tượng gây rối trên địa bàn xã Tân Tiến xảy ra ngày 6 tháng 4. Đợt cao điểm này, ngoài việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, Công an huyện Khoái Châu còn kiểm tra, yêu cầu các hộ dân, các hộ kinh doanh ký cam kết không vi phạm pháp luật và thực hiện nghiêm việc khai báo khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm, gây rối để kịp thời đấu tranh ngăn chặn. Công an huyện Khoái Châu tăng cường tối đa lực lượng, chỉ đạo quyết liệt đối với các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn. Trong đấy chúng tôi tập trung tuần tra mật phục ban đêm, kiểm tra các hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh có điều kiện và lưu ý các quán karaoke, tuyên chiến với tội phạm và mọi hành vi vi phạm pháp luật đều cương quyết xử lý. Các huyện, thành phố, thị xã và các lực lượng khác đều xây dựng và triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn ngừa tội phạm, chủ động nắm vững tình hình, rà soát từng khu vực và từng đối tượng, sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Tăng cường xuống địa bàn, nắm các cái tình hình có liên quan đến an ninh trật tự, chủ động phát hiện các cái mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đặc biệt những vấn đề có thể nảy sinh tội phạm là tổ chức tuần tra kiểm soát ban đêm, khép kín địa bàn, không để người dân người ta có thể có ý kiến về cái việc là gây mất an ninh trật tự ở cơ sở. Lực lượng cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra kiểm soát ban đêm trên tất cả các tuyến đường, đặc biệt là những tuyến đường không có điện chiếu sáng, đường giáp ranh giữa các tỉnh và huyện, luôn sẵn sàng có mặt khi có vụ việc xảy ra. Trong khi thực hiện tuần tra, đêm ngày 23 tháng 4 đến đêm ngày 26 tháng 4 vừa qua, lực lượng này đã phát hiện, bắt giữ được 3 vụ tàng trữ trái phép bột màu trắng nghi là ma túy trên xe máy tại huyện Ân Thi. Chúng tôi tăng cường các cái tổ mũi tuần tra tại các cái địa bàn điểm nóng về an ninh trật tự, đảm bảo sẵn sàng phản ứng nhanh với các cái vụ việc phức tạp về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn tỉnh. Với sự quyết tâm của các lực lượng, tin rằng tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh sẽ hạn chế được những vụ việc phức tạp trong thời gian nghỉ lễ, cũng như từ nay đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.